Theo tin của Reuters, các lính cứu hỏa hôm nay có một số thành quả trong nỗ lực ngăn chặn hai đám cháy lớn đang đe dọa cư dân vùng Bắc California. Tuy nhiên thì hiện chưa có ai lạc quan nói rằng nguy hiểm đã đi qua, dù rằng lửa ở Redding và gần Click Clack bị chặn đứng khi tiến gần đến các khu nhà và đẩy lùi các khu vực rừng núi hoang vắng. Theo bản tin của tờ San Francisco Chronicle, thì khu vực vẫn đang bị đe dọa trầm trọng nhất vẫn là thị trấn nghỉ mát nằm bên bờ phía tây của Click Clack, nơi đám cháy Metro Channels Complex tiến tới chỉ cách thành phố Lakeport khoảng một dặm, rồi bị một đạo quân lính cứu hỏa với sự trợ giúp của các trực thăng thả nước đẩy lùi lại thêm một dặm. Chỉ trong một tuần lễ mà đám cháy Cal Fire đã làm 6 người thiệt mạng và người dân phải di tản. Nữ phát ngôn viên Cal Fire là bà Heather Williams nói với truyền thông rằng hiện có khoảng 12.000 lính cứu hỏa đang tìm cách dập khoảng 17 đám cháy lớn khắp tiểu bang California, với sự trợ giúp của nhiều toán lính cứu hỏa từ 12 tiểu bang khác đến giúp.